xuất hiện căn cước Việt Nam trong trailer. Tối ngày mùng 3 tháng 12, trailer đầu tiên của Black Widow được Marvel công bố. Đây là phim khởi đầu cho giai đoạn thứ 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel, và cũng là phim riêng đầu tiên về một nữ siêu anh hùng của Marvel. Sau cái chết của Black Widow trong Avengers Endgame, bộ phim về cô rất được người hâm mộ mong đợi. Nhân vật này đã xuất hiện trong 7 phim Marvel, đóng vai trò quan trọng không kém các siêu anh hùng nam giới. Nhưng đến nay, thân phận của Natasha Romanova, tức Black Widow, vẫn là điều bí ẩn với khán giả, Black Widow trở về thời quá khứ, lấy bối cảnh ngay sau sự kiện Captain America Civil War, khi các siêu anh hùng bị chia làm hai phe, Natasha phải đối diện với những câu hỏi về nguồn gốc của mình, để giải đáp, Natasha trở lại Budapest, nơi cô đã trải qua khóa huấn luyện tàn khốc để trở thành siêu điệp viên của Nga, không muốn đơn thương độc mã, Natasha tìm đến đồng minh trong quá khứ, những người từng là gia đình của cô. Các nhân vật mới này là làn gió mới cho khán giả khi nhiều nhân vật nổi tiếng của Marvel có vẻ như sẽ không xuất hiện trong phim này. Màn đối đầu này lửa giữa hai Black Widow từng là chị em thân thiết, Natasha và Elena Belova cũng rất đáng trông đợi. Black Widow dự kiến ra rạp vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.